Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này lại một clip xả kho cho anh em nữa ha. Mọi người nhìn đi, hôm trước thì cũng quay lên rất là nhiều, bán cũng nhiều, thì đợt này lại về nữa nè. Có rất là nhiều dòng xe, đặc biệt là Lick 2024 nè, 25 luôn nè. Anh em nào có mấy chị em mày hỏi thì bữa nay đây có hàng. Rồi Vision thể thao, Vision cá tính, rồi AB, rồi 125, 160 thì có luôn ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có Luyến hỗ trợ giới thiệu nha, mời Luyến ạ. Hai cả nhà nha, hôm nay tiếp tục lên video cho mọi người theo đáp ứng nhu cầu anh chị em luôn. Bởi nhiều anh chị hỏi là thấy cứ nói là trong kho nhiều xe lắm nhưng mà không biết là có thiệt nhiều hay không, thì hôm nay quay cho mọi người trong kho luôn ha. Về dòng tay ga bao gồm là dòng AB 125 phiên bản 2025 nè, dòng Honda Lead và dòng Vision ha. Ai đang quan tâm về mẫu xe nào thì liên hệ cho Luyến ha. Thì mình thấy dòng cái video hôm nay là có thể là một video rất là mong đợi của anh chị em luôn. Ngoài ra còn được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng bằng xe đi lại khi anh chị em mình mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho Luyến con số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064. Hoặc là mình không mua xe nhưng có người thân bạn bè muốn mua, giới thiệu ngay tới cửa hàng thì Luyến sẽ gửi ngay 1 triệu đồng hoa hồng cho người giới thiệu nha. Thì đi vào vòng AB 125 trước đi. Đây có đủ màu, có màu xanh đen này. Rồi, màu xanh này hoặc là màu phiên bản thể thao này. Xám xi măng. Màu xám xi măng này. Rồi màu đen nhám này. Nhám. Đó. Thì hiện tại có màu đỏ, đỏ bóng hay cái đỏ bóng màu đỏ bóng. Nữa kìa. Đen nhám nữa. Đủ màu sắc nha, trong bên Luyến thì có đủ màu luôn, đỏ bạc rồi xanh bạc, đỏ bạc, đủ màu cho anh chị em lựa chọn các phiên bản như là tiêu chuẩn này, cao cấp, đặc biệt, thể thao, tất cả các màu luôn. Anh chị em ai ơi mẫu nào thì cứ nhắn tin riêng cho Luyến ha. Năm nay thì thấy hãng rất là chiều lòng khách hàng luôn, ra toàn những cái màu hot, màu đẹp, không cần phải sơn luôn cả nhà, tại vì cái màu rất là đẹp luôn rồi. Với mức giá hiện tại đang hỗ trợ bản tiêu chuẩn thì chỉ có 43.900, cùng có hai màu là màu đỏ, đen bóng và màu đỏ bóng này. Cái tiếp là về phiên bản đặc biệt và cao cấp thì nó có màu xanh bạc là với đỏ bạc là cao cấp này, còn đặc biệt thì có màu xanh nhám và màu đen nhám, mức giá đồng giá là 44.900 ha. Hỗ trợ trả trước 2 triệu là lên xe nhé, có liên hệ đặt lịch trước giảm 2 triệu nữa, ví dụ như 44 đi liên hệ trước còn 42 nha. Rồi bản thể thao thì có màu xám xi măng, mức giá hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 45.900, hỗ trợ trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất 2 triệu lên xe, có liên hệ đặt lịch trước cũng hỗ trợ 2 triệu còn có 43 nhé. Đó, vừa báo AB. Còn đây, đây là những cái mẫu Lick 2024 này, mẫu mới nhất hiện tại á. Đó, hiện tại là có màu xanh đặc biệt à. Đúng rồi, xanh đỏ đen. Biệt. Hoặc là những cái màu cũ hơn là con này thì đỏ đen. Màu đỏ. Trong đó thì dưa có một xe là phiên bản cũ thôi, còn lại tất cả mẫu mới ha. Thì năm nay có cả phiên bản thắng ABS cho mọi người luôn, chống trơn chống trượt rất là lợi hại luôn ha. Phù hợp cho mọi độ tuổi cũng như là mọi đối tượng, ví như là những chị nữ hoặc những anh nam rất thích hợp luôn. Thấy là những cái màu này nè, nó phù hợp cho mọi độ tuổi luôn cả nhà. Mua gia đình đi là vô cùng hợp luôn. Cái cốp thì rộng bao la rộng lớn cho cả nhà luôn ha. Thì với mức giá hiện tại đang hỗ trợ cho mọi người chỉ có 40.900 đối với bản tiêu chuẩn màu trắng màu đỏ. Bản cao cấp thì có mức giá là 43.900, bản đặc biệt thì có mức giá là 46.900 ha. Hỗ trợ trả trước cho Luyến chỉ cần 5 triệu lên xe, có liên hệ đặt lịch trước giảm ngay 2 triệu đồng con xe lại nhé. Rồi, qua bên này thì có Vision nè mọi người. Đây một lô Vision. Thì trong video hôm nay cũng báo kèm thêm một tin vui là một tin buồn cho cả nhà luôn ha. Tin buồn đó chính là cái mẫu Vision của màu xanh nhám này nè cả nhà, đang bỏ mẫu rồi. Màu đặc và biệt. Hiện tại hết hàng rồi, đúng rồi. Bỏ mẫu là hãng sẽ bỏ không ra nữa, nên là khả năng rất là cao trong thời gian tới giá xe lên rất là cao cả nhà. Anh chị em ví dụ ai ưng á bây giờ đang yêu thích thì nhanh tay liên hệ cho Luyến ha. Để sở hữu ngay em xe này với giá ưu đãi thì chỉ có 34.900 ha. Hỗ trợ mua xe không cần trả trước nha. Liên hệ trước khi giá xe nó lên tới 50 triệu, không có xe để mọi người mua luôn á. Nên là anh chị em ai ơn thì nhanh tay đặt lịch trước cho Luyến sở hữu ha. Còn về phiên bản tiêu chuẩn có màu đen bóng này, rồi thể thao màu xám xi măng, mức giá chỉ từ 31.900 33.900 nhé. Rồi ok, thì đó là giá xe á. Trong kho thì số lượng nó nhiều, còn nhiều dòng xe lắm á. Anh chị bạn có nhu cầu mình mua dòng nào thì nhắn tin qua Zalo á. Cảm ơn chị bạn đã xem clip á. Xin chào.